cho đánh đúng. Anh phát chưa? Tôi đánh đúng không? Xem ở đây có chỗ nào chơi. Ở đây có chỗ nào du lịch không ạ? Xong rồi. Hết giờ. Báo đấy, đấy, tham gia báo cáo cũng như là cái này. Chơi tiền anh có chơi không? Có. Cũng như vậy nó chơi vui, thế đang chơi vui à? Mấy cây, mỗi người mấy cây? 10 cây. Mười cây. Đúng rồi, đánh nóc. Chơi vui à? Chơi vui. Ờ, mấy ông này. Sao không chơi không tiền? Có tiền không? Không có tiền à? Tí ông ơi. Ơi. Chín à. Chín tiền thế thì chỗ nó chở tôi không? Rồi, mất giá. Đôi sáu kìa. Đi đâu bài đi. Chạy đi. Rồi đi đâu bài thôi. Đi đâu bài ơi. Chết đi. Chết đây. Chết rồi. Đi thêm 2 cây làm gì? Đi thêm 2 cây làm gì? Đánh tiền không? Uống rượu à? Uống rượu à? Thôi đánh uống rượu đi. Rượu đâu? Bây giờ đủ 30 cây mang rượu về chứ không đủ 30 cây làm gì đã mang rượu về. Nè. Chơi bắn. Chơi thắng thì cần kiếm một anh đi nhận hình. Cảm ơn bắt tay người ta cái chứ. Không cần bắt đâu. Ôm hôn gái cho tám tiết. Cái Huyền bảo dân tộc đẹp trai phết. Huyền. Bảo thích không để cho bắt thôi. Huyền ơi. Thích không anh rủ cho một anh về xuôi. Đấy là anh bắt rồi. Hả? À. Đây ở đây từ qua đây rủ một anh đi nhà nghỉ còn chưa có anh nào ấy. Thôi cứ kêu anh đi chơi đi em ở đây đánh bài thôi. Đúng không? Không. Thế thôi chị ở đây luôn nhá. Từ đi vô kiếm chị vừa nói rồi. Giờ anh em có vào tiệc hò rồi. Có anh nào thích về xuôi làm shipper không? Shipper không hiểu. Anh nào về xuôi làm chồng không thì nó mới hiểu. Cơm no bò cưới. Ở đây 24 độ mà không lạnh lắm. Em nào về xuôi làm shipper cho em Huyền không? Đây đánh nó cũng như người kinh nghiệm đúng không?
Ơ đi ra phố chơi đi. Có mà đi dọc phố chơi vừa lại đi. Cẩn thận cái chân bàn này. Không còn là em mang gì. Đâu rồi? Đi rồi. Hả? Gọi anh Linh ra xe đi. Linh ơi, mày làm sao đấy? Hả? Mày sợ bị làm sao đấy? À đâu, sổ mũi. Sổ mũi à? Tưởng sao bị bỏ bua. Ơi. Ra. Vào.